lão xỉu này. Đã hẹn rồi chẳng thấy về gì cả. Mà có nhiều nhặn gì đâu, mỗi năm có một lần kỷ niệm ngày cưới. Bực cả là mình. Ui giời. Dậy, dậy. Đây, cô về rồi đây. Bà đang làm cái gì thế? Rũ nắng. Hả? Rũ nắng? Mà này, gọi điện gì mà gọi ghê thế? Hả? Đang đạp xe mà điện thoại rung thì tê hết cả đùi, hết cả mông gì. Thế làm sao giờ này mới đắc mặt về? Đã hẹn như nào? Ờ thì tranh thủ chở thêm cuốc xe gần nhà kiếm thêm tí. Có thế thì mình cũng... Kiếm tiền. Làm sao? Trời ơi, đến bây giờ à, người vẫn còn dinh hồi này thì còn đi đâu? Dinh hồi là cái gì? Tức là hôi dinh ý. Không hiểu ạ? À, tưởng cái gì, muốn thơm tho nhá. Cho thằng này 5 phút. Ôi, chồng mình được đấy. Chuyện nhá. Chiều này từ bé đến lớn nổi tiếng đẹp trai. Ở cái xóm hóm này ấy, chiều này mà nhận thứ hai ấy, thì đố ai dám nhận thứ nhất. Ấy. Nhưng mà này, nhưng mà nhà tắm có mấy phút mà đã xong rồi. Khi nào ông dội nước rồi ông già? Dội là dội thế nào? Bà đúng là chả hiểu cái gì cả. 5 phút thôi nhá. Nhưng tôi đã có đủ thời gian tắm rửa, sửa lông mày, cắt móng chân móng tay gọn gàng. Người cứ là lưng thơm luôn. Lưng thơm à? Cho hít cái này. Được đấy, được của nó đấy. Chồng mình hôm nay hơi bị da gì đấy. Thôi thế này nhá. Hôm nay vợ sẽ quyết định không ăn hải sản ở vỉa hè nữa, mà chúng mình đi ăn buffet. Buffet? Ừ. À mà này, như vậy ấy là vợ đối xử với chồng ấy chỉ vì là nhan sắc thôi nhá. Chẳng thế à? Mà ông xấu xấu bẩn bẩn trông đen đen hôi hôi như thế chỉ ngồi ở vỉa hè đó chứ. Hôm nay ăn mặc đẹp như thế này á, mình phải đi buffet. Háo sắc lắm. Thế mà được rồi, vợ anh hôm nay ấy cũng như một bà hoàng, chính vì vậy ấy mà ăn buffet xong nhá, chồng sẽ mời nàng đi xem phim. Lại chém. Tiền tôi dư hết đi đâu rồi mà mời. Chém nữa chém thế nào? Vừa rồi không thấy xỉu là tranh thủ là làm thêm một cuốc đấy à? À, chở hàng nặng cho nên là đủ tiền mời vợ đi xem nhá. Ừ dạ. Thế còn chờ gì nữa? Đi. Bật thôi. Mời nàng. Đi tới nhà thằng Phú Chim. Anh đã mượn cái xe máy của nó rồi. Anh sẽ đưa vợ anh đi chơi loanh quanh. Ôi, đi ăn. Hôm nay là có cả chuẩn bị sẵn. Chuyện kỷ niệm 10 năm ngày cưới cơ mà. Và chắc cả đời có một lần. Cái thằng này bố láo ăn cắp. Đâm người ta vẫn định bỏ chạy. Ông có việc của ông à? Ông bà bốn cười thật tệ đấy thôi. Này, đông một người ta, mày định bỏ chạy đấy à? Hả? Ông định làm gì? Làm gì à? Mày đưa người ta đi viện ngay khẩn trương. Đây là việc của nhà ông à? Dân xóm hóm không hiền đâu nhá. Quay lại xem người ta thế nào. Mày của ông à? Ôi trời ơi, trời ơi, chết mày! Ai ơi, trời ơi, chú chết rồi, chảy hết thằng tay rồi. Không không không, tôi không sao. Bạn đứng lại nhá. Mày không thể chạy được. Và đứng lại chặn đầu xe thằng này nhá. Không cho nó chạy. Mày chạy mày chết nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Mất tí da 3 đồng 6 mà mất tí máu là 6 đồng 4 nhá. Mày không thể chạy được. Bà đứng lên, chặn xe. Để tôi xem người ta thế nào. Này nhá, tao nói cho mày biết nhá. Mày vừa đi, mày vừa nhắn tin đấy. Mày đâm vào người ta, mày có định bỏ chạy à? Mày muốn lên phường không? Úi giời ơi. Này này này, có khi bong gân rồi đấy này. Úi giời ơi. Bà giữ nó đấy, để tôi đưa người ta đi viện. Úi giời ơi. Em nghe nhá, người ta đồn rằng ấy, anh bay ra như chim, giang tay sải cánh như đại bàng, chặn đầu xe cái thằng đấy nhá, làm nó ngã rũ rụi, mặt nó đập xuống đường á, gãy 4-5 cái răng luôn, đúng không? Ê, có bay biết gì đâu à. Đấy là theo phản xạ thôi à. Lúc ấy á, mình mà không bay ra chặn á thì nó chạy mất.
Sao mày liều thế? Nhớ nó đâm rồi. Còn nó ấy, là bị động. Nó thấy mình lao ra, nó giật mình là nó ngã. À, nếu chẳng may mà nó có đâm vào mình ấy, thì cũng chảy chụa tí tí thôi. Anh Sửu đúng là bản lĩnh đầy mình đấy. Úi, này. Cái họ này, ai cũng thế, hiểu không? Giữa đời thấy chuyện bất bình chẳng thắng. Quay lại nhìn quen quen nhỉ. Cháu nói thật với ông chứ, cháu là cháu bực mình. Cái thằng ấy người cực kỳ bố láo ăn cắp. Nó đâm vào người ta ấy, người ta đang tuổi mẹ tuổi gì nó. Vậy mà nó không đỡ lên mà mặt nó cứ cưng ra. Nhớ chẳng may người ta có làm sao thì khổ cả đời như người ta. Mà em nói hai anh nghe nhá. Nam như đại trượng phu, mình không ra tay, mình không ra chân. Ở đây thì ai ra, đúng không? Mình phải cho chúng nó biết người xóa bó không dễ bắt nạt đâu. Ai? Nhất anh Xỉu đấy. Cái thằng này được. Được cái này mà được. Chả được cái gì cả. Này, được mấy cái nét trước thì tính hết phải chân tay đi này. Dầu rêu bóp đi. Khổ quá, thôi được rồi bà, cứ bình tĩnh từ từ. Không được gì phải buồn nhá. Tôi hứa với bà ấy, là để đợt sau ấy, tôi sẽ tổ chức cho bà nhá. Đợt sau đến bao giờ? Làm hỏng hết cả kỷ niệm 10 năm ngày cưới. 10 năm mới có một lần như thế đấy. Hỏng hết cả bộ váy của tôi về nhà tôi phải thay đi này. Tí bị nó đâm cho, thế sao còn về là còn bé nạn nhân ở bệnh viện nữa. Chả được cái công trạng gì, còn chả được lời cảm ơn. Đã thế rồi tí bị người ta bánh cho đấy. Xe lại tháo, sao lại thế à? Anh đưa người nạn nhân vào bệnh viện, xong người nhà họ lại cứ tưởng là mình đâm thì mới đưa vào bệnh viện. Rồi anh ta rảnh rang, rồi hơi hơi người ta đưa vào bệnh viện như thế. Cứ làm như thế thì ai còn dám giúp đỡ nhau ngoài đường. Trời ơi, nói tóm lại nhá, là từ giày này đi là tôi cấm ông tham gia chuyện ở ngoài đường đấy. Ê, đấy ấy, gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Bây giờ lại đi cấm cái điều đấy à? Chị đúng là thú vị. Thú vị đây. Thằng này nó làm như thế là đúng đấy. Làm như thế mới đáng mặt đàn ông, đúng không? Trời ơi, bạn như là thiệp sĩ dở ấm. Các ông về nhà giúp vợ con các ông đi nhá. Việc của người ta không cần thì các ông giúp nhá. Về nhà giúp vợ đi cho vợ con được nhờ. Nhà thì nghèo, cũng quan biên non thôi. Cứ bảo làm sao, nghèo do cơ địa. Ông đi đâu ấy? Tôi đã nói rồi, tay đau đừng có tham công tiếc việc. Để khỏi hẳn đã rồi đi làm nào. Thì tay tôi đau, tôi có đi đâu đâu. Đi đâu mà tay giấu cái gì kia? Thì bà cứ ngồi xuống đây tôi bảo. Bà ngồi xuống. Đây là món quà tôi đền bù bà cái vụ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Bà đừng có buồn nữa nhá. Sang năm thứ 11 ấy, tôi hứa với bà là tôi với bà sẽ tổ chức hoành tráng hơn, to đẹp hơn nhá. Còn đây, tặng bà. Khéo vẽ quá. Gì đấy? Nghe như là... Thì bà cứ mở ra xem. Sao xịn này. Trời ơi. Sao mua này? Chả mấy khi nhá. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới ấy, tôi là phải hoành tráng, phải tưng bừng khói lửa. Bà mở ra đi. Ôi, cái này đắt tiền lắm đấy. Mà ông lấy tiền đâu ra? Bà cứ yên tâm, không phải là quỹ đen quỹ đỏ gì đâu nhá. Nói thật là tôi tích cóp từ năm ngoái đến năm nay cũng được một chút. Cho nên tôi quyết định tôi ra tôi mua trả góp cho bà. Cứ mỗi tháng tôi trả cho người ta một ít. Tôi tính rồi, sơ khoảng 1.5 năm thôi là tôi trả hết. Những 1.5 năm á? Thế sao không mua cái điện thoại nào nó vừa tiền thôi? Ôi trời, bà buồn cười thật. Vợ của Xỉu xóm hóm cơ mà. Đã dùng ấy là phải dùng cho nó hoành tráng. Với lại ấy, chả mấy khi, đúng không? Mình dùng một lần thôi, mình giữ gìn cẩn thận. Chứ có phải mình phung phí đâu mà lo. Bà cứ dùng đi. Này, cái điện thoại này nhá, đặc biệt là camera. Ôi giời ơi, chụp tự sướng thì thôi đẹp ngất ngây con gà Tây luôn. Ba thử đi. Có cả thẻ bảo hành nè. Chuyện tôi mua hàng công ty, hàng xịn mà, phải có bảo hành chứ. Ôi, ông bật sẵn cho tôi rồi à? Trời ơi, tôi mua cả vỏ ốp rồi đấy. Thế để tôi thử chụp cái nhá. Thử chụp cái xem nào. Ấy, bà thấy chưa, đẹp long lanh. Ôi, mặt tôi
ở trong villa hẳn lên này. Ý, thấy chưa? Da hồng hào đẹp đẽ nhá. Mà nhìn thấy không? Da nó nhẵn như là da rắn ý. À quên, da em bé. Cảm ơn nhá. Ừ, thế nhá, không được buồn nữa nhá. Thôi không buồn. Ông thấy đẹp không? Hôm qua cháu chụp nhá, cháu đưa luôn làm hình nền. Xong một kiểu cháu đưa lên Facebook, rồi ui cả họ khen đông ra. Đẹp không? Thấy không? Điện thoại này ai chả thích. Nhưng mà đắt quá tôi vịt ạ. Đắt, ông cứ mua cho bà trẻ một cái thích điên lên luôn. Nhưng mà tiền đâu mà mua? Chính là thằng xỉu này nó tâm lý phết. Chào anh Toán. Hớn hở thế. Này, vui thế thì đã tha thứ cho anh xỉu chưa? Hết giận chưa? Cái đấy gọi là tạm tha. Tạm tha. Ê, tạm tha cho anh xỉu rồi thì cũng tạm tha luôn cho thằng em đi. Sao phải tạm tha chú? Úi dồi ôi. Đây này, chị dùng con máy này, chị chụp ảnh này. Úi dồi ôi, đẹp lung linh rồi, chị up lên Facebook. Cái con lài nhà em ấy, nó ghen ăn tức ở. Suốt ngày nó cứ nhiếc móc em. Nó bảo em á, không bằng một góc của anh xỉu. Thế à? Chú giàu có hơn anh xỉu rồi chị. Thế mà không bỏ tiền ra mua cho cô lại cái điện thoại. Nhìn này, cái điện thoại này á, nó phải gấp mấy chục lần lương tháng của em. À, anh xỉu nhà chị vừa ga lăng vừa hiệp sĩ. Em thua, thua. Ga lăng thì được, nhưng mà hiệp sĩ nhá là tôi cấm. Sao? Tôi cấm hai người cổ súy nhá. Được cái gì đâu, toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi. Toàn những người là rách việc. Ôi, hoa giấy lên hình đẹp quá. Đúng là người sinh, trùng động sinh. Thế mới đều chứ lị. Cướp, cướp điện thoại. Anh chị ơi, anh chị giúp em đuổi con thằng cướp cái. Giúp em cho em biết đường ở đây, em chỉ đường. Nhưng đây anh nắm đi không đi xa đâu. Ơi, bọn nó ở giang hồ đấy, tìm được nó chắc gì đã lấy được. Có khi nó còn đâm cho lòi ruột đấy. Em đang ngồi lắm, không được đâu, tốt là chị báo công an đi. Ôi, anh chị ơi, giúp em với. Ôi trời ơi, chết rồi. Anh ơi, anh ơi, anh là Vân, chờ tôi cho bắt thằng cướp, nó cướp tối điện thoại anh. Tôi bận lắm, thôi. Anh giúp tôi, bao tiền tôi cũng giả mà. Tôi không cần tiền, tôi đi khác đi. Ôi trời ơi, anh không có ai không? Mà ơi, tiếc quá cơ. Cái điện thoại bao tiền, đã thế là còn một năm rưỡi trả góp nữa. Bọn ác ngôn. Thôi, bà đừng có khóc nữa. Mất thì đã mất rồi. Mà tôi nói cho bà biết nhá, coi như là của đi thay người đi nhá. Bà khóc thế chứ khóc nữa có lấy lại được đâu. Nhưng mà tôi tiếc lắm, tôi không chịu được. Cái bọn khốn nạn, cái bọn ác ngôn đấy. Phụ nữ và người già nó cũng không tha cho cơ. Bà không nhìn trước ngó sau gì cả. Cầm cái điện thoại ra giữa đường nghênh nghênh chụp choẹt tự sướng, không cẩn thận gì. Thế nó nhìn thấy cái điện thoại đẹp thì nó cướp đúng rồi còn gì nữa. Ai mà biết được, cứ tưởng là đường nhà mình thì phải an toàn chứ. Mà tôi cũng cầm cái điện thoại trong tay rất là chặt nhá. Đấy là chẳng qua tôi đen thôi, chứ đỏ thì quên đi. Trời ơi, mà ông ấy cứ đòi ra đường làm hiệp sĩ. Đến lúc vợ ông gặp nạn này có đứa nào nó giúp cho đâu. Bà, hiệp sĩ. Buồn cười thật ý. Cứ chuyện nọ sọ chuyện kia. Chuyện nọ sọ chuyện kia. Mất cái điện thoại của đau con sót. Về là còn bị chồng mắng nhiếc lên mặt dậy. Chú ý với nọ kia. Thế tôi nói không đúng à? Đúng gì mà đúng. Bà rõ. Ê chị Tú ơi. Ê anh xỉu. Ờ chú Phú đấy à. Ê, nhà có như chuyện buồn hay sao mà khóc dữ đấy. Vừa bị cướp cái điện thoại. Ai chà. Đèn thế. Anh xỉu xem em ấy. Mới tậu con máy này. Ờ có người gọi luôn. Alo. Mới làm quả này không ba mấy triệu. Xịn lắm. Chống nước luôn. Anh nhìn em ngon không? Ba mấy triệu cơ à? Hàng xịn mà. Đập hộp đấy. Ôi này. Sao ảnh đại diện là mặt Tú Vịt nhanh? Máy của tôi. Đúng máy của Tú Vịt nhanh rồi. Lấy đâu ra đấy? Lấy đâu ra đấy? Em kể cho mà nghe. Em đang trên đường đi săn con chim. À? Thì tự nhiên có người hô cướp 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 cướp. Đúng không? Thêm dừng xe lại. Ngoái đầu một phát. Em thấy có một thằng phóng vèo vắt qua mặt em. Em liếc nhìn em khẳng định luôn, đấy là thằng cướp. Em định vít ga,
Thế tự nhiên lại có một người vèo vào mặt em. Em thoáng nhìn hình như đấy là hiệp sĩ đường phố hay sao ấy. Hiệp sĩ à? Vâng. Thế là em vít xe em đuổi theo. Hai cái người kia nhá, đuổi nhau vào một cái ngõ. Lúc em chạy đến thì tự nhiên là em thấy là cái anh hiệp sĩ ấy, anh ấy khóa tay cái thằng cướp này. Anh ấy dí cái mặt thằng đấy xuống thế này. Xong thế nào? Cũng đúng lúc đấy luôn, em thấy từ trong túi áo thằng cướp nó rơi ra một cái gì đấy cạch. À, em lại em nhìn thấy đúng là cái điện thoại luôn. Mà nhá, nó em cầm lên này, cái màn hình nó sáng, em nhìn ra đúng là mặt chị Tú. Ôi dồi ôi, với một cái tư duy của một chuyên gia săn chim như em thì em khẳng định rằng bà Tú đã bị cướp điện thoại. À, thế là em bảo với anh hiệp sĩ đường phố, bảo anh ơi cho thằng này lên phường cho em, còn cái điện thoại á là của chị em, cho em xin lại. Thế là anh hiệp sĩ đường phố mới nói là em, chú có bằng chứng gì không? Em nói bây giờ em sẽ lấy điện thoại của em gọi vào số điện thoại này. Thế em rút điện thoại ra em gọi một phát hiện lên em Phú Chim thân yêu. Thế là em hết rồi đấy. Về đến đây rồi đấy, điện thoại nó về đến thế đây. Là tìm lại được cái điện thoại đúng không? Đúng rồi đấy. Anh này, dạ. Cậu hiệp sĩ ở đâu để anh còn cảm ơn và hậu tạ? Em cũng không kịp hỏi là tên anh ấy là gì, số điện thoại bao nhiêu, nhà ở đâu. Này, công nhận là cái bà Tú Vịt này là quý nhân phù trợ đây anh. Khát nước thế. Đấy, cũng may đấy. Đúng may là tôi gặp đúng quý nhân đấy. Nếu không là vừa mất của, vừa bức cái chú Phú à. Thế sao mà lại có người bảo là anh xỉu nhà ta dở người. Đấy, bà Tú Vịt, bà có thấy không? Xã hội này ấy, còn rất nhiều người dở người giống tôi đấy nhá. Đúng may, xã hội này còn có những người dở như ông. Chứ nếu không thì chả biết được nào một lần. Nhưng mà tôi nói này, giúp ai thì giúp thôi, cũng phải cẩn thận cho tôi đấy. Tuân lệnh vợ. Úi giời ơi, đúng là hết hồn của mụ phồn. Mấy cái lão người Nhật này đúng là lắm chuyện thật. Này nhá, hết dưa hấu vuông này, lại đến dâu tây trắng này. Bây giờ ấy, nho Nhật ấy, mà nhà nào giàu ấy cũng chỉ dám bỏ tiền ra mua một quả để nếm thử thôi. Ít mới kinh chứ lại. Điêu, 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 nó vừa vừa thôi. Ăn có một quả thôi. Ôi dồi, ăn một quả ấy là mồm chưa ướt, đã tới ruột rồi à. Nó một quả có bao nhiêu tiền mà kinh thế. Cái bà này, đây thay, 300.000 một quả nhá. Mà đây ấy, là loại rẻ nhất rồi đấy. Ở bên Nhật nhá, có chùm nho ấy, người ta còn bán 250 triệu một chùm cơ. 250 triệu một chùm? Chứ còn gì nữa. Thế họ ăn một chùm nho đấy bằng 1/4 cái nhà. Ôi, tôi thật nhá. Tôi mà ăn cái chùm nho đấy vào á, nếu mà có đau bụng cũng chả ra vậy. Bởi vì á, ấy nó phí thôi. Cái bà này liên tha liên thuyên này. Trời ơi, đúng cái bà thú vị này. Ăn mắm mặn muối, nói toàn những cái từ ngữ này. Anh Sửu, anh đang nói cái chuyện đường vào, chị nói cái chuyện đường ra. Này, có cái loại nho sữa Hàn Quốc ấy, 200.000 một cân, có ăn không thì mua. Nho sữa Hàn Quốc có bày đặt 200.000 một cân á? Vâng. Ôi dồi ôi, hôm Tết đi, tôi ăn được mấy quả bên nhà Hải Bịp, ngon giá sợ màn á. Ôi dồi ôi, bà mà dám bỏ 200.000 ra mua một chùm nho á, còn lâu nhá, còn khuya nhá. Này, bình thường á, nó cả triệu đấy. Bây giờ có 200.000 thôi, đời chả mấy khi. Ông ăn không? Mua nhá. Duyệt, Duyệt. Duyệt á? Mua nhá. Ôi dồi ôi, vợ tôi mà dám bỏ 200.000 ra để mua một chùm nho về ăn, cái nho này chắc là ngọt đến tận tim, mát đến tận gan. Mà còn chữa được cả cái bệnh keo kiệt của bà này đấy. Tôi nhá, duyệt ngay và luôn, mua luôn. Anh Xỉu này đúng thật là bố lão quần cấp. Nho sữa là ship là đúng bữa này. Nho nho sữa mà là em ship lên tận chân giường luôn. Đúng lúc luôn, kịp thời. Đang cần ăn tráng miệng. Làm luôn quả ra. Ấy, cái bà này. Nho ấy thì ra ngâm rồi rửa cho sạch sẽ, cho ra đĩa đàng hoàng chứ lại. Nó u ruột, nho Hàn Quốc cần rửa. Anh chị nước. Sao nó chua ấy nhỉ? Cái chua. Chua. Không giống với hôm tôi ăn ở bên nhà Hải Bịp, ngọt lắm. Thế á? Ừ. Thì em đã ăn bao giờ đâu mà biết. Em thấy người ta vẫn mua mầm đấy.
bán đầy trên Facebook ấy. Mà này, em cũng hỏi con bé bán hàng rồi, tại làm sao mà nho sữa mà nó lại mềm thế? Mềm lắm này. Nó mới trả lời rằng là thưa anh, cái gì có sữa mà chả mềm. Nó nói đúng, em thấy nó hợp lý. Nhưng mà nói như thế thì hóa ra là hôm Tết tao ăn được bên nhà Hải Vịt là nho sữa thường, còn đây là nho sữa chua. Chắc thế. Này, cái nho sữa này là nho sữa Hàn Quốc á. Anh chở hàng bên Long Biên kia, anh thấy người ta bán đầy. Thế á? Quả thì y chang, nhưng mà nhỏ hơn với lại chua hơn. Cái của tao cũng được. Ra liền thiên. Bây giờ cái này là em nghĩ là nho sữa xịn ý. Em nói anh chị ý, một người nhầm thì còn được. Đây chẳng nhẽ cả xã hội người ta nhầm hả? Người ta vẫn cứ mua mầm luôn. Khẳng định với anh chị ý, đây là nho sữa Hàn. Chị cũng có thể là đây là nho sữa loại 2, loại 3 chẳng hạn. Chứ không chất lượng đâu. Kém một tí. Đúng. Cũng có thể. Dán cho em cái bánh trưng đây. Phú Chim à? Vâng. Cái nho hôm nọ mà em mua cho chị ý. Dạ. Đấy là nho Trung Quốc ấy, 100% luôn. Thật á? Ừ. Chị ơi, chị tha cho em nha, em thề với chị ấy là em không lừa bịp gì đâu. Em thấy người ta bán đầy ở trên Facebook ấy, rồi người ta cứ mua mầm ấy. Thế thành thử là em mới giới thiệu cho chị, chứ em không hề lừa bịp gì đâu nhá. Ai bảo mày lừa bịp? Nho đúng là nho sữa, nho sữa xịn. Nhưng mà chồng ở bên Trung Quốc, ở bên Nam Ninh ý. Ông xỉu của chị, ông ấy chở được mấy mối lớn ở trong chợ. Nên chị tìm hiểu chị mới biết đấy. Này, mua tận vườn luôn, giá rẻ cực kỳ. Vụ này làm ăn được đấy. Mày có định làm ăn không? Thôi no, smoking. Rồi, bây giờ đi buôn ba cái đồ tàu ấy, bây giờ người ta mua về ăn là vừa chua vừa ngộ độc ấy, người ta lại đào mả đào mồ nhà em lên luôn đi chị Lịch. Cái tao hỏi mấy ông nó tao ăn tao có chửi không? Đấy là chị Tú Vịt. Chị Tú Vịt. Thế người ta hỏi mày luôn câu nữa nhá, cả cái xóm hóm này ai to mồm hơn chị? Ôi trời ơi, thì có ai có được cái chiêu sư tử hống của chị đâu mà dám to mồm hơn chị. Bởi thế, chị mới nói cho mày nghe là dân mình nhá, vừa ham rẻ lại vừa hiếu kỳ. Nào ai đã biết mặt ngang mũi dọc cái quả nho xịn nó thế nào? Đúng không? Đấy, cứ thấy là gọi là bây giờ là hàng xịn, giá rẻ cứ lại nhau vào mua. Mà mua phải ăn ấy, nếu mà không ưng ý thì lại nghĩ là hàng nước 2, nước 3 thôi. Đúng không? Trời ơi, tiền nào của ấy. Chị nói cho mày nghe, làm gì có cái kiểu vừa rẻ lại còn vừa Hàn Quốc với Nhật Bản nữa, đúng không? Chị nói cũng có lý. Thôi được rồi, em bây giờ ở nhà em ấy là em đang tiết kiệm được một cơ số tiền để chuẩn bị mua một cơ số giống chim mới. Đấy, em về em lấy nhá, để em đưa cho chị làm thế nào làm nhá. Mà chị nói thẳng cho mày luôn nhá, tao không phải bịp. Tao cứ nói đấy là nho sữa. Nho sữa nhưng mà trồng ở bên Trung Quốc. Đảm bảo vẫn có người mua. Nhớ đấy, chị đảm bảo bảo đảm cho em đấy. Chứ làm sao nữa, bây giờ về lấy tiền thì không có hết hết. Nhớ, lại chị với mày chia đôi. Ok. Trời ơi, may quá, tự dưng có thằng nó bỏ vốn ra. Vốn bán cái kiểu á, không bỏ vốn mà lại có tiền nhút lợi. Thì chỉ có Tú Vịt phải nghĩ ra thôi. Này cái bà Tú Vịt, sao hôm nay dọn hàng sớm thế hả? Bây giờ mới có hơn 3 giờ mà. Ôi giời ơi, nghỉ sớm cho nó khỏe, nắng lắm không chịu được. Với lại bây giờ bốn hoa quả đang được, tiếc gì mấy cái đồng bạc lẻ bán nước này. Tiếc gì mấy cái đồng bạc lẻ bán nước. Bà dạo này chơi sang nhỉ? Này, thế tôi hỏi bà nhá, nó hết cái mùa cherry Mỹ này, nho Hàn Quốc này, thì bà lấy cái gì để bán hả? Này, cái quán nước trông lom rom thế này thôi, thế nhưng mà nuôi sống hai vợ chồng mình đấy. Ông không phải lo nhá, hết mùa đấy tôi đã có lê Úc, mận Chile, táo Nam Phi, được chưa? Tôi có mối hết rồi, ông không phải lo. Chị Tú, em bảo này, bán hết cái đợt hàng này chị cho em rút vốn nhá, em không đầu tư nữa đâu. Sao đang làm ăn được mà rút vốn? Ôi giời, em không thích bán ba cái hàng tàu. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chịu em không thích bán cái hàng loại 2.
Này, vụ thú vịt ạ. Phú Chim nó nói đúng đấy. Tôi là tôi nghe thấy Phong Thanh ấy, một số người nói rằng là hàng không giống như quảng cáo đâu đấy. Bà buôn bán thế nào thì buôn bán nhá. Phải cẩn thận chứ không là mang tiếng cả họ. Ai nói mặc họ? Cơm chửa, tiền ít rồi còn cứ muốn hít quả thơm. Tôi nói cho ông nghe, tiền như thế thì nho Mỹ mới lại nho Hàn Quốc thì là quá xịn rồi nhá. Chết đi. Đây. Đây, tiền lãi tháng này của em đấy. Ôi trời đất ơi, cái chi gì đấy, của em á? Của em tất đây. Trời ơi, đây còn đây của ông nữa, tiền chở hàng của ông đây. Đây nhá, tôi hơi bị đàng hoàng đấy. Thuê chồng chở là trả tiền đàng hoàng, không lại bảo là bóc lột. Đây. Của tôi thật à? Đúng đấy, cầm lấy. Anh à, khá quá nhỉ. Này, bộ thú vịt ạ, có khi cái nho Hàn Quốc ấy nó chữa được cái bệnh keo kiệt của bà thật rồi đấy. Phú Chim. Dạ. Sang rủ ông trẻ làm vài quai đi. Vâng, em mời. Không, hôm nay để anh. Đi. Đúng đua mới xỉu này. Này, chắc là em từ nay em không nuôi chim nữa không? Từ nay trở đi em trở thành phú quá. Thấy lợi một tí để hít cả mắt vào. Đây, để xem không có bỏ túi vịt thì được không? Đừng đùa với chuyện. Bán 500 đến 600 nghìn một cân cơ. Ờ đúng. Tôi chán ông lắm đấy, mang tiếng là ông cứ đi xem thời sự, ông xem nó đâu đâu ấy. Bây giờ nhá, Trung Quốc với Mỹ nó đang chiến tranh về kinh tế. Bây giờ Trung Quốc nó không nhập hàng của Mỹ nữa. Mà dân số của nó là 1 tỷ người. Bây giờ tôi hỏi ông, chỉ cần một nửa tỷ thôi nó không ăn nữa. Thế thì chả rẻ không? Nhóm hàng ùn lại, các bạn nói là rẻ như bèo. Đúng chưa? Thôi, ông đi tắm đi. Ông vào tắm tôi cái. Ờ, thế hai chị em nói chuyện rồi kiểm hàng nhé. Tôi tranh thủ tắm cái. Tôi qua. Đã còi còn hơi nách nữa. Nào, thằng này. Dạ. Nhìn gì cầm đấy, đơn đi tín đi ship. Chị Thú này. Gì? Hả? Thì mình bán hàng tàu thì mình cứ nói là hàng tàu đấy. Làm gì mà phải giấu anh Xỉu đấy. Ôi, anh cái thằng này. Đùa thôi. Mày chờ cái ông ấy bao lâu mày không hiểu tính à? Dạ. Bố này cổ lỗ sĩ lắm. Cái gì mà cứ gọi là liên quan đến tàu ở Trung Quốc là không cho buôn bán đâu. Đúng là không biết gì về điện. Em nói chị nghe, riêng cái hàng Trung Quốc mà hàng nội địa ơi, đỉnh của đỉnh luôn. Chuẩn luôn. Chị nói cho mày nghe nhé, nho sữa xịn của nó chuẩn ý, phải 800 ngàn đồng một cân cơ. Thế mình bán cái loại đấy luôn à? Mày điên à? Bán loại đấy làm sao mà có lãi? Tiền như thế thì ai mua? Mình phải nhập cái loại này về bán nó mới có lãi. Thế hóa ra là tàu nó không lừa mình, mà là mình lừa mình. Hay là mình chuyển sang bán cherry Mỹ đi. Cherry Mỹ á? Hả? Cherry tàu bố à. Mỹ ở đâu? Mỹ là 5-600 nghìn một cân cơ. Sao rồi bảo hàng tàu? Bây giờ chị chuyển sang hàng tàu, đội lốt hàng Mỹ là như nào? Ôi giời ơi, bán hàng á, nó phải thiên biến vạn hóa lên. Hả? Bây giờ chị nói cho mày nghe nhá. Cái nho á, thì mình nói là nho Hàn Quốc được. Là bởi vì là
nó chưa có một cái thông tin gì. Đúng không? Mình bảo làm sao người ta tin như thế. Đúng không? Nhưng còn cái Cherry ấy, nó có thông tin kinh tế ở trên thời sự rồi. Bóc phép làm sao được. Thế còn nhãn hiệu, tem mác của Mỹ, bây giờ người ta muốn yêu cầu muốn kiểm tra thì sao? Rồi, lại chị nói cho nghe, cái bọn Trung Quốc này nhá, mày yêu cầu cái gì nó cũng in được luôn nhá, kể cả chữ Ả Rập Xê Út. Đấy mẹ không thấy nhò đấy à? Nó in toàn tiếng Hàn đấy à? Không. Chị Tú này, em hỏi khi không phải nhá. Gì? Thế chị bán như này nó không cắn rứt lương tâm à? Lương tâm á? Lương tâm thì chị hỏi mày á, nó cắn mày có chết được luôn không? Không chết được. Nhưng mà dạ dày nó cắn, chết đói luôn. Ờ đúng. Chị đây này còn đạo đức chán. Chị chỉ nhập nhèm có một tí tẹo và nguồn gốc thôi. Nhưng mà chị không nhập hàng gọi là có thuốc nhá, có chất ướp, có chất bảo quản. Wow. Còn có cả cái loại mà ướp sẵn thuốc luôn á. Loại gì cũng có luôn theo yêu cầu nhá. Từ bé đến cao, từ cao đến thấp. Mày yêu cầu cái gì là Trung Quốc có cho mày luôn. Chị nói cho mày nghe, chính ra là Trung Quốc nó không lừa mình đâu. Nó không lừa mình mà toàn mình lừa nhau. Ơi. Bây giờ biết tin vào ai, thế biết bỏ cái gì vào mồm bây giờ. Làm sao mà chú phải căng thẳng thế? Cuộc đời này nó rất chi là đơn giản. Chú chỉ cần tâm niệm mỗi một câu này cho chị như này này. Tiền nào thì của ấy, hàng ngon không bao giờ có giá rẻ. Hiểu chưa? Hiểu. Thế thôi, xin. Nhá, đây, đấy nhá. Hai ông ơi, ông nghỉ tay một tí vào ăn hoa quả cho nó mát đi. Ôi giời ơi. Đây gọt sẵn rồi phục vụ, ăn đi. Dạo này chị nhà cứ như quý bà ấy. Ăn nên làm ra có khác nhá. Tội gì đúng không? Đây chị Tú. Ơi. Cái loại hoa quả này là chị vừa mở trong thùng này lấy ra để cho anh em ăn đấy à? Bây giờ thì mình việc gì phải ăn mấy cái hàng đấy? Hả? Mình có tiền rồi, em hiểu chưa? Mình phải ăn những thứ hàng xịn. À. Đây là hoa quả chị mua ở trong siêu thị đấy. À. Ôi trời ơi, hàng cam kết 100% là hàng xịn. À. Mua đắt gấp 4-5 lần của mình cơ. Thế cơ? Mà người ta cam kết là nếu như mà sai 1 đền 10 luôn. À. Ôi trời ơi, hàng này hàng chuẩn, hàng máy bay luôn nhá. Trời ơi. Ngọt. Công nhận, ngọt hàng chuẩn, hàng xịn, ăn ngọt ngọt ghê. Đã đời luôn nhờ. Sao? Đấy đây, mã vạch tem mác của nó đây này. Ồ, sao tem lại ghi là Som Hom? Som Hom? Som Hom à? Siêu thị Som Hom đây. Hả? Ôi giời ơi, cái siêu thị mà ngay ở cái ngã tư chỗ nhà mình ý, cái tòa nhà mấy chục tầng đấy. Hả? Ngày nào hai ông chả đi qua. Nói thật chứ ngày xưa nhá, chả giờ dám nghĩ là bước chân vào đấy mua gì đâu. Bây giờ có tiền rồi mà, nó vào đấy như đi chợ. Sướng thật. Sướng cái con khỉ mà sướng. Em với cả anh Xỉu ấy, anh chở hàng vào đấy suốt. Thế vào đấy bình thường thì có sao đâu, sợ gì. Ờ đúng rồi. Sao nó mà thế thì lên nhà mình rồi. Ông vớ vẩn vớ bẩn. Lên nhà mình làm gì có tem mác này, có mã vạch nó các thứ này. Ôi dồi, hàng của nó là hàng máy bay luôn ông nhá, hàng xịn luôn. Ừ. Này chị Tú, sao chính miệng chị bảo này, cái bọn tàu ấy, viết lên đây chữ Ả Rập nó còn viết lên được. Uống gì mấy cái tem này, hả? Mà cũng chưa biết được là lỡ đâu nó lấy hàng thì chị về nhá, nó lại dán tem mác nó vào. Nó còn chưa biết được một cái trường hợp nữa là nó lấy nửa nọ, nửa kia nó trộn vào thì làm sao mà biết được. Đó. Bố bảo cũng không biết. Chuẩn đấy. Thôi xong. Thế thì bọn này ăn gan hùm mà. À. Nó dám lừa tôi à? Ôi dồi ôi, bà Tú vịt à, nhá, giá rẻ ấy, thì chắc chắn ấy là hàng đẻo rồi. Thế nhưng mà ấy, giá đắt ấy, cũng chưa chắc là phải là hàng xịn đâu, nhá. Bởi vì ai cũng ham rẻ này, đúng không? Nhọc nhằn, đúng không? Gian dối. Đến hàng của bà nhá, mà bà còn cứ như là dán tem mác, bà bảo đảm là nguồn gốc rõ ràng, rồi không dùng chất bảo quản đúng không? Bây giờ bà làm ầm lên, thế hóa ra là lộ nhà bà. Trời ơi, thế chị hóa ra là tôi cong cóp, nó cọc, nó sơi à? Thì không được, mà từ ngày mai á, tôi sẽ không làm kiểu này nữa, không buôn bán gì hết. Tôi vạch mặt cái lũ này ra, lũ chó này. Ăn đi, ngon không? Ngọt không? Ngọt không? Há miệng mắc quai à? Bây giờ nó đắng rồi ấy. Ôi trời ơi này, tham thì thông đấy. Đúng là bố lão ăn cằn.
làm sao mà ăn được cái đồ long đao của tao hả? Chết mẹ này. À, mày ngon ghê. Ôi trời. Tuổi tí à con à, làm sao mày chưa đủ đẹp. Tuổi ôi trời ơi. Mù à? Mù cái gì? Bà ấy mù này đi. Bác Bôn à? Ôi trời. Cái gì đấy bác? Bác xem cái gì mà mát thế? Anh nói vớ vả bẩn đấy nhá. Cậu nên nhớ rằng nhá. Dạ. Gia đình tôi ấy là gia đình văn hóa tiêu biểu. Vâng, gia đình chẳng mà xóm hóm là xóm văn hóa. Vâng. Nhá, tôi lại là tổ trưởng. Vâng. Làm sao xem mấy cái trò vớ vẩn được. Đây là đang xem báo Trinh Thông. Báo Trinh Thông á? Sao nữa? Nó Trinh Thông đến mức nào mà bác cứ rủ chăm chú thế rồi đi đứng cái đâm sầm vào cháu thế hả bác? Hả? Nhau. Đẹp không? Ôi ơi. Ôi ơi, quỷ hiện hình nhà bác. Hả? Mặt mũi chả ra cái gì cả. Nhìn lại cho nó kỹ vào. Hoa hậu vũ trụ. Cái gì? Hoa hậu vũ trụ. Đẹp không? Phải công đẹp, nhận đẹp cái lạ lùng luôn. Xã hội bây giờ đúng là thừa giấy vẽ voi. Hoa hậu đại dương, hoa hậu trái đất, hoa hậu thân thiện. Bây giờ lại thêm cả là hoa hậu vũ trụ. Mà phải công nhận mấy cái ông ban giám khảo này mắt tinh tường phết đấy. Đẹp hoa hậu vũ trụ nhìn đúng như là người ngoài hành tinh luôn. Cậu đúng là bất chi kỳ vị. Có mắt như mù, chả hiểu thưởng thức gì cả. Tôi nhìn thấy rất là đẹp thế này đấy. Vâng, đẹp quá. Thì thôi, nó không có mắt thẩm mỹ thôi. Đi với tôi có việc. Không được, đang bận phục kích này đi đâu được. Ôi rồi, ôn là lại vào rồi. Thôi bận thì thôi vậy. Tôi định tổ chức cuộc thi hoa hậu xóm hôm dành cho các chị em. Đang thiếu một cái chân gọi là phó ban tổ chức. Ơi mà cậu bạn thì phải lấy đi tìm cái lão Hải Biệt vậy. Bác ơi hả? Hoa hậu xóm hóm mà bác. Cháu nói bác nghe chứ cái việc thi hoa hậu mà là cái việc làng, việc xóm. Cháu không bao giờ nhá đứng khoanh tay nhìn được. Cái việc mà đo ba vòng là của Phú Chim. Thằng nào nhá mà dám lấy cái việc đấy của cháu nhá là cháu dùng con đồ long đao này cháu chém. Hôm nay ảo rồi. Chém. Quên. Đây game. Thôi đi. Đời, bây giờ đời, tôi với cậu vâng, ra nhà văn hóa. Kính bác, kính nhá. Vâng, kính bác. Bình tĩnh từ từ thôi. Không có việc gì mà phải vội cả. Này. Làm gì mà giờ cao su thế à? Hả? Hẹn hò nó cẩn thận nhá. Biết thế tôi ở nhà làm được mấy việc cho con mẹ đĩ rồi đấy. Anh đúng là không biết cái gì thầy ạ. Sao? Những cái người quan trọng ấy là phải đến muộn nhá. Còn nếu như những người nào chưa quan trọng ấy thì càng phải đến muộn. Vì sao? Vì để nâng cái tầm quan trọng lên. Thôi, tôi đừng có cãi nhau cái chuyện lặt vặt nữa. Vào cái việc chính đây này. Nha. À, tôi hỏi là thế hai ông là có biết cái lão đáng không? Ôi đáng sống trên ấy. Cái lão đáng chồng bà Du. Cái lão ấy bây giờ giàu lắm đấy. Buôn chổi đót đấy. Ôi dồi ôi. Đấy mà cái đó nó giàu thực sự đấy nhá. Cho nên là đừng có nghe bàn tán xôn xao. Rồi là đổ điêu rồi nói vớ vẩn cho người ta. Quan cho người ta. Bàn vào vấn đề chính đi. Gạt qua cái vấn đề gọi là chủi cùn dế rách đi nhá. Bây giờ tóm lại thì hoa hậu như thế nào, tổ chức ra làm sao và... Đấy mày nói lắm thì ngu thì ngồi im đã. Nói cái gì nó phải có đầu có đuôi. Phải không? Lão đáng ấy, bây giờ lão giàu có rồi. Lão muốn mang cái văn minh văn hóa của thành phố mang về cho xóm ta. Đấy thì bây giờ tôi hỏi hai người này, thế cái gì bây giờ là văn minh mà là văn hóa vậy? Bây giờ là văn minh thi hoa hậu. Đúng rồi. Ấy cho nên bây giờ là nhà nhà thi hoa hậu, ngành ngành thi hoa hậu. Vâng. Đấy giờ báo mạng ra mà đọc mà xem chỉ có cái mục là ai là hoa hậu thôi. Ấy thế mà cũng là hết cả ngày rồi. Ấy chính vì vậy mà lão đáng mới về đây. Dạ. Để biết làm gì không? Tài trợ. Được đấy. Đây đúng đấy. Mới có gần tới một tí mà khôn ra đấy. Ê, chuyện thôi không bàn nhiều nữa. Bây giờ chốt là như thế này. Cái chức gọi là trưởng ban giám khảo kiêm luôn cả đo ba vòng là của Phú Chim. Ai giành chém. Này, chú tưởng mình chú biết chém à? Chú làm chức gì thì làm nhé. Nhưng riêng cái chức đo đạc các thí sinh là không thể vượt qua được thằng Hải Bịp này đâu. Ôi xôi. Tôi nói cho chú biết nhé, nhà tôi ấy, ba đời ấy, là đo áo cho người ta rồi đấy. Đo áo quan đúng không? Đo áo quan là đo cho người chết đúng không? Ôi xôi, bác ơi, bây giờ thầy Hải Bịp lại dùng cái đôi bàn tay của thầy ấy nhá, lại đi đo những cái gọi bông hoa của xóm hóm. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 đúng không? Đúng. Nó mà biết được á, bác ngày xưa chuyên gia đo cho người chết á. Này, nó cầm tay nó bẻ ngược một phát này nhá. Lúc ấy nhá,
hết đường thắp hương, hết đường lật đồng âm dương. Thôi đúng đúng đấy. Thôi đi. Nó nói đúng đó, cái áo quan vuông chặt chặt. Chứ người nó có vòng nọ vòng kia nó đúng không? Này mà nói gì? Một, ông là trọng tài, ông đừng có bênh gì ta. Chả bênh gì cả. Tôi hỏi chú Phú Chim. Vâng. Thế chú thì được cái chuyên môn gì cho hoa hậu? Thế em hỏi khí không phải, với bác với cả thầy có biết trước đây em làm nghề gì không? Thịt lợn. Lợn, đúng rồi. Chính cái đôi bàn tay này này hả, đã giúp thầy U pha thịt lợn nhá. Nó chính xác đến từng cân, từng lạng, từng ly luôn. Từ lúc lên năm ấy, cái đôi bàn tay thần tài này đã giúp bố mẹ rồi. Ui dồi ôi. Nhìn thấy thế nào, thì chuyên môn nào thì lợn, nói đi. Pha thịt lợn vâng. Thì làm sao mà có chuyên môn để đo được những cái vòng đẹp của các em. Đấy là đây, em nói cho thầy nghe. Em nhìn này con lợn một phát nhá. Này, ví dụ bác là con lợn. À, không, không. Em là con lợn. Ừ. Em vuốt một phát từ cổ. Lần la xuống dưới tận. Móng giò luôn nhá. À, là em biết ngay này. Con này á đực hay cái? À, con này á, này, nó thích là rũi đất hay là thích ủi phân? À, cái con này á để xem nào. Ồ, mỡ nó dày mấy phân. À, ôi giời ơi, có mấy cân thịt này. Chuẩn không bác? Quá chuẩn đúng không? Được. Chưa dừng lại ở đấy đâu nhé. Cái lúc mà em vừa bước vào đời này, em mới biết được rằng em có một cái siêu năng lực. Tức là em có thể phát huy tác dụng ở trên cơ thể con người. Nhìn thấy con gái nhá, em nhắm mắt này em vuốt một phát là em biết ngay này. Đã phẫu thuật thẩm mỹ bao giờ chưa? Lần đầu hay là N lần, hay là vân vân, hay là mây mây. Nói chung là vuốt là biết. Được rồi, à? Thôi thế này này, tôi quyết định hả? Cho phụ nó làm. Thôi vậy? Sao nữa, bây giờ nó đã đạt chuẩn như vậy cơ mà. Cái thứ hai nó còn biết được. Thì như vậy là tránh được cái sự mà xì các đan. Đúng. Để cho dân làng người ta nghĩ là mình bao che hay thế nọ thế kia. Vâng, nó tránh cái tình trạng là thẩm mỹ bấm bông bấm ngực. Cái gì đến từ tự nhiên là cái đẹp nhất. Rồi, rồi, rồi. Thôi, ông sẽ làm trợ lý cho nó. Trợ lý. Nào, cái bắt tay nhau này. À, hay ông vào bàn bạc nhá. Tôi đi gọi lão đảng. Quá trời đất ơi, đau. Dạ, thưa trưởng ban ạ. Sao đấy? Thước của trưởng ban đây. Cái gì? Thước? Ừ. Để làm cái gì? Dạ, để đo ba vòng của các thí sinh ạ. Trời, xưa rồi Diễm ơi. Ừ. Nghe này. Bàn tay năm ngón phú đo không hề sai. Hải đừng có lo, lúc đo xong rồi các em ngã nghiêng trong vòng tay. Thế đo bằng tay ạ? Ừ, quên là pha thịt lợn này. Nè, trưởng ban này, khi nào mà rảnh rỗi, trưởng ban dạy cho thầy Hải cái công phu đo ba vòng bằng tay nhá. Xem ăn ở của thầy Hải như thế nào nhá. Tỷ phú. Dạ, mời. Dạ. Bế quan luyện công. Vâng. Chả liên thiện. Tỷ phú hôm nay lại đi một mình chứ không đưa tỷ phú phu nhân đi cùng mà. Ngài tỷ phú là không có thời gian nói chuyện. À, cái thời gian nói chuyện là ra vàng, ra bạc, ra tiền. À. Đấy, tư duy tỷ phú là các cậu không hiểu được đâu. À, thế công việc đến đâu rồi? Công việc xong hết rồi mà gái đã đến đâu ạ? À? Thí sinh đã đến thí đâu? Sinh. Thế cái cậu Hoàng này, tôi dặn là đến giờ là phải đưa đến rồi. Tặc trạch. Phải lùa thí sinh đến mà thôi. Ôi giời ơi, nhanh lên. Chào bác trưởng thôn, chào các bác. Rồi. Thí sinh đã đến rồi. Đưa vào đi. Tỷ phú rồi, người ta không có thời gian đợi. Rồi. Này, bồ của thầy các à. Em vào. Vào đi. Ôi trời ơi, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Ôi trời ơi, nạc ra nạc mà mỡ ra mỡ đấy. Ôi trời ơi, nuột. Đến muộn rồi, con đưa các em vào. Xin lỗi mà chào ngài tỷ phú đi cho. Chào ngài tỷ phú đi các em. Dạ, chúng em chào tỷ phú ạ. Các em chào ngài đấy. Em bình thân. Đấy. Cái gì đấy? À không, chúng ta bắt đầu nhỉ. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhá. Ừ. Các em hãy bộc lộ, các em hãy thể hiện những cái phẩm chất, những cái gì tinh túy, những cái gì bẩm sinh của các em có nhá. Âm nhạc có thể xích chúng ta lại gần nhau và cũng có thể làm chúng ta rời xa gia đình. Các em đã sẵn sàng chưa? Kìa. Ôi à.
Music que. Nào các em, đi các đoạn này là đoạn uốn đấy, đúng rồi. Đéo vào, đúng rồi. Nào quay, quay, quay nào. Đấy, rồi. Dẻo vào, lắc bông, lắc bông, lắc bông. Quay, quay. Rồi, em. Ui, ui giời. Ui giời, trời ơi. Đến em. Như kết quắc. Lên đi. Trời ơi, đẹp quá. Quá em ơi. Em. Trời ơi. Đẹp quá. Lên lên lên. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Rồi. Này. Để thầy lên chấm điểm trước. Cười xinh ấy. Quay vòng thầy xem nào. Đẹp quá. Rồi. Trông như con cá ngựa. Hoa hậu đây chứ đâu. Ôi giời, thầy thầy thầy. Tiếp đi. Phải để phú chim là lên ấy. Được. 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 Ôi giời ơi, bác ơi. Bác ơi, mặt em nó bị cận thị. Nhìn cái con áo trắng kia kìa. Sao? Nhìn xa cứ ngỡ là kiều. Lại gần hoa ngỡ người yêu chí phèo. Bác lên mà đo. Này, đừng có phản ứng thái quá. Hả? Trước khi thấy mỹ nhân mà thấy quái nhân xuất hiện, mình phải đặt ra câu hỏi như sao? Là sao bác? Quay, quay. Người nhà tài trợ sao? Úi này. Quay. Em thấy cô ấy có vẻ đẹp tiềm ẩn đấy. Ngại nhỉ? Phải nói cũng vẻ đẹp nữa, cũng tiềm ẩn kinh khủng khiếp, đúng không các cậu? Mà thưa thì em cũng có cái tầm nhìn về nghệ thuật, nhưng mà cái tầm nhìn của em nó hạn hẹp lắm, nó bằng một tí thì này của tỷ phú thôi. Ai ôi trời ơi, để cho ngài nhận xét này. Ngài xin ngài cho ý kiến ạ. Nếu mà các cậu đã đồng thuận cao như thế thì tốt. Dạ. Bây giờ cậu lên đo đạc tính toán kỹ cái cô áo trắng này này. Vâng. Không đi thẩm mỹ là có thể đăng quang được rồi. Đúng rồi. Trưởng ban lên đo đi. Không thể để cái cuộc thi hoa hậu đầu tiên của xóm hóm này có xì căng đan được. Ảnh hưởng đến tỷ phú đãng. Lên đo đi. Thầy lên mà đo. Lên đo đi. Thầy đo quan mà. Lên đo đi. Bốn thầy xin một thì nữa. Ông là trưởng ban phải đo. Này 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 này. Dạ. Thế tiền cắt xê cho chuyên viên đo đạc là bao nhiêu trưởng thôn? Có 10 triệu. Em sử dụng cái năng lực siêu phàm nhá. Nhắm mắt vuốt. Xong. Báo cáo với cả tỷ phú là như này. Cái em áo trắng ấy có phải là ái nữ của ngài không? Mà phải công nhận đấy. Đúng là đẹp thật, đẹp lạ. Cha nào con đấy cũng đẹp lạ thường, đẹp à? Đẹp khác người. Thế các cậu tại sao lại bảo đây là con gái tôi? Thì thế tôi mà lại để ra cái loại xấu xí như thế này á? Không phải con gái sao ngài lại chọn cô ấy làm hoa hậu? Đúng rồi, sao lại tuyển? Sao lại chọn vì tôi muốn làm quảng cáo mặt hàng của tôi. Hàng gì ạ? Chổi đót. Hả? Các cậu biết không? Cả kho hàng chổi đót của tôi chuẩn bị xuất khẩu sang châu Phi. Đang ế chọc cái kìa. Mà tôi lại muốn bán hết hàng trong cuối năm nay. Chính vì thế mà tôi chọn cái loại xấu như là phù thủy thế kia chứ đi. Các cậu nói nhiều gì? Tôi nói ông này. Không phải là ông tỷ phú ông thích làm gì làm nhau nhá. À, ông chọn phù thủy. Thế sao tại làm sao mà lại tổ chức thi hoa hậu? Thế ông định lôi những cái người con gái đẹp này này ra để làm trò cười à? Hả? Định lôi cái xóm hóm ra làm trò đùa. Vớt. Các cậu như thế thì làm giàu làm sao được. Thời buổi bây giờ muốn làm việc gì để mọi người chú ý là phải biết tạo xì căng đan. Mà tạo xì căng đan tốt nhất là chỉ có mở thi hoa hậu để mọi người chú ý. Các cậu đọc báo nghe đài chẳng yêu cái gì cả. Đúng rồi, tỷ phú không? Đây, cô trắng, cô lại đây.
Cô cầm cái chổi đót này cô tạo dáng tôi xem. Đưa chổi. Em cầm đấy. Tỷ phú nói. Này. Tiền thưởng 30 triệu. Cộng với 3 năm dùng chổi đót miễn phí. Cô tạo dáng tôi xem. Ôi giời ơi. Được đấy. Danh hiệu hoa hậu này là của em. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn người hâm mộ đã bình chọn cho em trở thành hoa hậu trời đất. Em à, anh chờ trong công viên này lâu lắm rồi. Đúng rồi. Ở giữa công viên ghế đá màu nâu ấy. Có gì mà không nhận ra, em cứ vào trong công viên nhá. Thấy ai đẹp trai mặc nguyên một cây đen với cả đeo cái xích chó. Anh nhầm. Đeo cái dây vàng to như cái xích chó ấy. Chính là ai. Thế thôi. Nhá, nhớ nhá. Và chi tiết, đẹp trai, cây đen và đeo dây vàng to như xích chó. Rồi, đến thì gọi nhá. Em tôi biết anh có phải là Trung Uầy. Sao lại Trung Uầy? Facebook anh là Trung Ruồi. Thế còn em là Hoa Mai Giang Liễu. Vâng, chính là em đây. Ôi giời ơi gấm. Người đã đẹp rồi tên lại còn mỹ miều nữa. Này, tên của em biết là anh liên tưởng đến cái gì không? À, thôi, em bảo này, đứng đây chờ anh một tí nhá. Vâng. Anh lau sạch rồi đấy, em ngồi đi. Không ngờ bên ngoài nhìn anh còn đẹp trai hơn cả trên mạng ấy. Đẹp trai là cái chuyện quá bình thường. Bây giờ là anh đỡ nhiều rồi đấy. Ngày mới đẻ nhá, anh còn đẹp trai cực kỳ luôn. Thế á? Đã đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ. Đeo cái xích này dễ phải lên đến vài trăm cây vàng chứ chẳng ít đấy nhở. Quên. Tại anh cũng có thói quen là cứ rất hay tát những người nói không đúng sự thật. Cái này vài trăm cây thì thế nào? Lúc phải lên đến cả rừng cây ấy. Mà chưa hết đâu. Dây vàng ăn thua gì. Ở nhà nhá, anh chỉ nuôi chơi thôi. 50 con sư tử, con nào anh cũng cho đeo một cái dây vàng tùm. Cái dây nhỏ nhất anh mang đi đeo cho đỡ mỏi cổ đấy. Còn cái loại báo đốm mà nhàng nhàng á, anh nuôi 2 đàn, mỗi con phải mấy chục triệu đô, em hiểu không? Tiền của anh không quan trọng. Cái này là anh đeo cho nó vui. Nuôi sư tử, báo hoa, lại còn đeo vòng vàng nữa. Trời ơi, ruồi công tử. Ôi trời, anh ơi, cậu lành nghe quét rồi. Con cảm ơn cô. Lời nguyện cầu gặp đại gia con bây giờ đã thành hiện thực rồi. Con cảm ơn Bồ Tát. À em ơi, anh bảo đây. Dạ. Em có đói không? Hơi hơi ạ. Anh cũng đang hơi hơi đói. Hay là anh mời em ăn nhá. Anh mời em ăn gì ạ? Để chờ anh tí. Úi giời, vãi hết cả da của anh này. Hàn mít em ạ. Để anh phủi sạch ấy. Này, há mồm ra anh đút cho. Đại gia mà đi ăn hạt mít á. Em nói thái độ gì đấy. Cái này nó không phải là hạt mít bình thường đâu. Nó là hạt mít Canada đấy. Nó được nhập khẩu về Ai Cập, sau đó chan bót qua Ả Rập, rồi nhập về Hy Lạp, sau đó mới cập bến đến Việt Nam. Chính vì thế nên nó rơi cái anh tiếc anh phải nhặt lên đây này. Thôi được rồi, há mồm ra anh đút cho. Đây không phải là cái loại hạt mít gây mất đồng kết nội bộ đâu. Nào, há miệng ra anh đút cho nào. Ơ kìa, ngon cực, đừng có tiếc. Ngon thân nó. Ăn cái này mà hình ảnh của tuổi thơ nó cũng ùa về em ạ. Tuổi thơ anh bông chốc thu bé lại vừa bằng một hạt mít. Cầm mồm. Mau cởi vòng vàng ra. Em cứ đùa sao? Tao không đùa. Mày nhìn mặt tao giống đùa lắm à? Tao không đùa nữa rồi. Bây giờ mày có cởi không? Rồi cởi. Em phủ gặp ông báo phải hả? Có đây cởi đây nhưng mà hình như là nó mát mát rồi. Đây em gửi chị. Em về đây. Mai
giờ cả dây cả bộ của con ai nữa. Dạ. Tao đếm từ 1 đến 5 mà mày không cởi là tao xẻo. Ôi giời, tao để em cởi luôn đi mà đừng có xẻo em. 1. Rồi mà. 2. Ôi thì đếm chậm thôi, em lạc lòng nhờ cởi rồi đếm làm gì nữa. Ui chị ơi, thế này lạnh chết ạ. Thôi đây, quần đây. Cho em xin cái điện thoại em về đây. Đứng lại. Dạ. Mày nghĩ tao ngu à? Ngu gì ạ? Để điện thoại xuống. Ôi thôi, điện thoại bao nhiêu công việc của em ở trong này. Mày có để không? Nhanh. Đấy, em để ở đấy. Mày biết điều ấy nhỉ? Không thì tối nay tha hồ mà gặm 2 hạt nhá. Ê, làm sao? Tha hồ mà ăn cả đêm nhá. Tha hồ mà trở về tuổi thơ con nhá. Anh Quen ơi, em có lỗi với các anh.